Thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến cho cơ thể không thoải mái. Con người thường muốn tìm tới một loại nước uống để có thể giải tỏa được nhiệt lượng trong cơ thể, trong đó có nước sắc của cây mã đề. Mã đề là một loại cây có rất nhiều chất dinh dưỡng. Thảo dược này giúp thanh nhiệt, mát gan, thông thoáng lỗ chân lông, lọc thận và đào thải chất độc có trong thận. Vì vậy, nhiều người đã sử dụng cây thuốc nam như nước lọc hàng ngày. Cây mã đề là một loại cỏ sống lâu năm trong tự nhiên. Thảo dược này có thể tìm thấy nhiều ở ven đường, thân nhẵn, lá mọc thành cụm từ gốc, gân lá nổi rõ trên phiến lá hình thìa hoặc hình trứng. Bông mã đề xuất phát từ kẽ lá, dài và xanh mơn mởn. Loài cây này sinh tồn mạnh mẽ và được sử dụng nhiều trong nhân dân, có tác dụng chữa bệnh từ trong ra ngoài cơ thể. Cây mã đề phát triển tốt trong môi trường nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là trong đất ẩm thì lá và bông lại càng lớn. Có thể thu hái lá thảo dược này quanh năm, hong khô và sử dụng như trà. Cây thuốc hỗ trợ chữa lành vết thương của cơ thể thông qua cơ chế hút độc, đào thải ra bên ngoài, đóng góp không nhỏ cho bộ máy tiêu hóa, hô hấp và bài tiết. Là một loại cây lành tính, mã đề cũng là một món ăn thông dụng trong thực đơn của gia đình thuần nông Việt Nam. Những công dụng của cây mã đề. Theo y học cổ truyền, cây mã đề là một thảo dược tính lạnh, vị ngọt, quy kinh thận, bàng quang. Cây mã đề có tác dụng lợi tiểu, thùng nhũng, phù tiêu, giúp cơ thể kháng viêm, giải độc tố. Cây mã đề rất giàu chất dinh dưỡng như beta-carotene, canxi, vitamin C và K. Các dưỡng chất thực vật như allantoin, apigenin, aucubin, baikalein, acid baikalin, acid olean, olic, sorbitol và tannin. Toàn thân chứa một glucosid gọi là aucubin hay rinantin, ngoài ra còn có chất nhầy và chất đắng. Beta-carotene giúp tăng cường thị lực và hỗ trợ chống lại ung thư. Canxi giúp xương chắc khỏe và là một yếu tố cần thiết để ổn định hệ thần kinh. Vitamin C giúp hỗ trợ ngăn ngừa lại ung thư và giảm căng thẳng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vitamin K cần thiết cho máu và sự vững chắc của mạch máu. Các loại chất này đều tương tác với nhau rất tốt để mang lại một cơ thể lành mạnh cho con người. Với các thành phần dinh dưỡng và hoạt chất thực vật trên, thảo dược tham gia vào quá trình phòng ngừa. Cây mã đề có tác dụng điều trị các bệnh sau. Mã đề hỗ trợ điều trị bệnh thận và bệnh đường tiết niệu. Viêm đường tiết niệu, viêm cầu thận cấp và mãn tính, viêm bàng quang, chứng bí tiểu sử dụng nước mã đề hàng ngày kết hợp với một số loại thảo dược khác như kim tiền thảo, rễ cỏ chanh, cam thảo để được hiệu quả cao nhất. Mã đề tác dụng hỗ trợ điều trị ho vô cùng hiệu quả. Nước sắc mã đề có tác dụng trừ đờm mà không ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Công dụng có thể kéo dài từ 6 tới 7 giờ đồng hồ, mạnh nhất là từ 3 đến 4 giờ. Chất plantagin tăng hưng phấn thần kinh, bài tiết niêm dịch của phế quản và ống tiêu hóa, tác động tới trung khu hô hấp, làm cho hơi thở đều và sâu hơn. Mã đề có tác dụng kháng viêm, giải độc. Sử dụng mã đề đắp vào vết thương hở hoặc mụn mủ sẽ làm vết thương mau lành. Nước chiết xuất từ mã đề có công dụng ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn có hại. Ngoài ra, cây mã đề còn có một số công dụng khác như hỗ trợ trong quá trình cai thuốc lá, trị chứng máu cam, sốt xuất huyết, hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp, trị đau mắt đỏ, tiêu chảy ở trẻ em. Cách sử dụng cây mã đề hiệu quả. Cây mã đề là một loại thảo dược không có độc tính nên hoàn toàn có thể sử dụng như nước trà hàng ngày. Bạn có thể dùng theo cách sắc hoặc hãm trà. Sử dụng khoảng 50g mã đề khô với 1,5 lít nước. Ngoài ra, cây mã đề cũng có thể sử dụng theo kiểu cô đặc, dùng 20-40g cho 1,5 lít nước, đun sôi nhỏ lửa cho tới khi còn 500ml nước, tạo thành dạng siro dùng 2 lần một ngày. Cây thuốc mã đề dùng tốt nhất là vào buổi sáng, sau khi ăn 30 phút. Cách pha trà. Bước 1. Dùng một nhúm cây mã đề khô 10g cho 150ml nước. Bước 2. Tráng trà. Dùng nước sôi đổ một chút vào đảm bảo nước tưới qua một lần trà, lắc đều ấm rồi đổ nước này đi. Bước 3. Cho nước sôi vào ấm pha trà theo tỷ lệ pha, đợi 5-7 phút cho nước ngấm vào trà, thưởng thức khi trà còn ấm, mùi vị sẽ thơm ngon hơn. Cách nấu trà. Nếu như bạn không có thói quen nhâm nhi ly trà vào mỗi buổi sáng thì cũng có thể sử dụng cây mã đề uống thay nước hàng ngày. Mỗi ngày lấy khoảng 50g cây mã đề, phơi khô, đem nấu với 1,5 lít nước uống. Lưu ý khi sử dụng cây mã đề.
Cây mã đề được biết đến với công dụng lợi tiểu, trị bí tiểu, tiểu sắt, tiểu buốt. Tuy nhiên cần phải lưu ý khi sử dụng cho trẻ nhỏ, mã đề sẽ làm tăng tỷ lệ đái dầm. Phụ nữ có thai cần thận trọng khi sử dụng. Người cao tuổi thận yếu, thận hư sử dụng dễ tăng tỷ lệ đi tiểu đêm nhiều. Người tiêu dùng nên sử dụng đúng liều lượng mà nhà thuốc đã khuyến cáo. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về công dụng của cây mã đề. Hy vọng rằng các bạn có thể bỏ túi thêm những kiến thức hữu ích để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Và đừng quên bấm nút đăng ký, like, share và bình luận để ủng hộ cho kênh Y học cổ truyền của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!